Dạo này thời tiết thất thường quá mấy bạn à, lúc thì nắng bể cả đầu, lúc thì mưa tầm tã, rồi bệnh xương khớp của mẹ mình lại tái phát, thêm phần cũng đã có tuổi, làm gì một tí là đau nhức hết cả người. Mình thì cũng bận công việc nên không thể nào ngồi xoa bóp cho mẹ cả ngày được. Tìm hiểu ở trên mạng thì thấy người ta dùng cái máy massage cổ vai gáy này nên mình cũng mua về cho mẹ dùng thử, thì thấy cũng có hiệu quả, mẹ bảo đỡ đau nhức hơn hẳn. Đây là máy massage cổ vai gáy M3 đến từ nhà Bumat, thương hiệu này thì cũng khá là uy tín, đóng gói cẩn thận chỉnh chu là thấy ok rồi đó. Máy sẽ có 6 tiếp điểm xoa bóp và được hoạt động theo hình số 8. Phạm vi xoa bóp của em này thì khá là rộng, cái cảm giác nó như là có ai đang xoa bóp bằng tay cho mình vậy, rất là thoải mái luôn. Cách dùng thì cực kỳ đơn giản, mình chỉ cần ướm cái phần đầu massage này lên cổ sao cho khớp và thoải mái nhất, sau đó thì đeo dây vòng ra sau lưng và cài khóa vào. Mấy bạn cũng có thể điều chỉnh dây làm sao cho phù hợp với cơ thể của bản thân. Ngoài ra thì máy còn được tích hợp thêm tính năng chườm nóng thông minh, chườm nóng liên tục với nhiệt độ ổn định, tác dụng tận sâu và bao quát các cơ xung quanh vai và cổ, giúp tăng cường tuần hoàn máu và làm dịu cơ. Máy sẽ có hai chế độ massage, massage nhẹ với nhịp độ ổn định giúp cho thư giãn vai và cổ, làm giảm đau nhức. Chế độ này sẽ thích hợp cho người cao tuổi. Và thêm một chế độ là massage liên tục, máy sẽ massage với cường độ mạnh giúp giảm đau nhức nhanh chóng sau những giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi. Và sẽ có 4 nút điều khiển, một nút nguồn, một nút chuyển đổi chế độ massage, một nút điều chỉnh cường độ massage và cuối cùng là nút làm nóng. Ngoài dùng để massage cổ vai gáy thì mình cũng có thể dùng để massage các vùng lưng đùi chẳng hạn, rất là đa dụng tiện lợi luôn. Mỗi ngày thì mình nên dùng tầm 2 đến 3 lần và mỗi lần sẽ là 10 phút để giúp cải thiện sức khỏe lẫn tinh thần được tốt hơn. Nhà bạn nào mà có người cao tuổi hay những bạn làm việc văn phòng ngồi lâu dễ đau mỏi vai gáy thì một em máy massage như này là cực kỳ cần thiết, có thể dùng để làm quà tặng thì cũng rất là ý nghĩa nha.